300 năm sau lúc vua Dực nó xây dựng lên những cái nơi phật tích đánh dấu là những cái dấu chân của Đức Phật đã đi qua, thì nó đây cũng đã được xây dựng trên 2000 năm. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2023. Sang đang có mặt ở tại vườn Lộc Nguyễn. Cách vườn Lộc Nguyễn chỉ có 150m ở đằng kia thôi. Ở đây là cái chùa, cái nơi chánh điện của vườn Lộc Nguyễn, nơi chuyển Đức Phật chuyển pháp luân, một trong tứ thánh tích ở tại Thứ Năm Tâm ở Ấn Độ. Thì nơi đây cũng là cái nơi chứng giữ sơ lại của Đức Phật. Sáng nay Sang vô để mà thứ nhất là ngày hôm nay Sang có mặt là có ba việc. Là việc thứ nhất của trong ngày hôm nay là sáng thì Sang cúng dâng cơm sức bát hơn 20 vị chư tăng ở tại chánh điện chứng giữ sáu loại của Đức Phật. Rồi sau đó thì chưa tí xíu là Sang sẽ di chuyển qua phát hơn 150 em sinh nghèo cấp 1 mà các chư tăng đang dạy học á. Phát quà gồm có ba lô tập sách úp. Rồi kế tiếp nữa tối nay các chư tăng sẽ làm cái lễ đốt đèn cho Sang ở tại dưới cội cây bồ đề, thì Sang xin chia phước lành ngày hôm nay gửi đến cho tất cả mọi người, và cũng lại là cái lời nguyện cầu để mà chia phước đến cho tất cả mọi người. Trong cái buổi lễ xếp bát thì Sang sẽ để cái lời nguyện cầu đến cho tất cả mọi người vừa nghe được cái lời nguyện cầu của Sang và vừa xem được cái hình ảnh mà Sang xếp bát ở tại nơi chứng giữ xá lợi của Đức Phật. Và Sang đã liên hệ với lại trụ trì và phó trụ trì trước rồi, cùng ở nhà xem qua những hình ảnh sắp tới và một cửa để đi vô. Ở chỗ chùa chuẩn bị đang sửa chữa đường để có cái buổi lễ chiêm bái xá lợi Phật vào cuối năm nay, thì hàng năm vào tháng 11 luôn có một cái lễ là chiêm bái xá lợi Phật, thì có rất nhiều Phật tử, rất nhiều chư tăng ở khắp nơi trên thế giới tề tụ về đây để đảnh lễ và chiêm bái xá lợi của Đức Phật. Trong 3 ngày diễn ra, cái ngày cuối cùng là được tổng xá lợi đặt lên năm mộc voi và đi diễu hành ở thành phố Sanat này. Rồi bên đội công an đã bảo vệ cực kỳ là nghiêm ngặt, vì đây là một trong những cái quốc bảo của quốc gia India, Ấn Độ. Thì năm nay Sang cũng may mắn được cái lời chấp thuận đến đây để mà Sang phụng sự trong cái buổi lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật. Là phụng sự về cái gì? Sang phát tâm, Sang để dành tiền của chính của bản thân mình để mà làm. Trong 3 ngày đó Sang phát tâm nhà nước đến cho các chư tăng và Phật tử người ta đến đảnh lễ ở khắp nơi trên thế giới về đây. Thì cái ngày mà đảnh lễ trong 3 ngày đó, thì ngày nào cũng vậy, từ 1-2 giờ sáng dưới cái cơn lạnh buốt luôn, người ta xếp hàng một và chờ hàng cây số luôn để được đi vô tới trong đảnh lễ là 8 giờ sáng, 1-2 giờ sáng khuya là đã xếp hàng rồi. Tới đi được vô tới trong này là tới 8 giờ mới được vô để mà được đảnh lễ. Thì cho nên thì cái việc mà cái đói khác thì Sang mong muốn rằng chia sẻ một bấm với phần nước để cho mọi người uống để lấy sức. Giống như cái lời Sang cảm ơn mọi người đã đến đây đảnh lễ Đức Phật. Chỉ như là rồi mặt cả nhà cùng vô với Sang. Nơi đây là cũng là một trong những cái chánh điện cổ kính của vua A Dục xây sau khi Đức Phật đại nhập Niết Bàn 300 năm sau. Vua Dục mới xây dựng lên những cái nơi Phật tích đánh dấu là những cái dấu chân của Đức Phật đã đi qua. Thì nơi đây cũng đã được xây dựng trên 2000 năm rồi. Lavagatami manusia sebagai bawa itu dari ekor.
Sức bác cho các chi tăng vào buổi sáng, sau đó mình đi phát quà nha cả nhà. Ok, giờ đi ra thì Phật tử người ta đi nó cũng làm xếp hàng nữa, có 8 bộ đoàn đi lẹt sẹt thì họ không biết đi trước đi sau thôi. Đó, ở đây là nơi ở của tăng đoàn, các chi tăng ở trong chùa ở bên này, và bên chánh điện là không có được ở và sinh hoạt ở chỗ khu vực chánh điện. Chắc 4-5 năm về trước sang có qua phụ buổi lễ chiêm bái sớ lại Phật, rồi sau đó sang nghỉ ngơi, ngủ nghỉ ở đây gần nửa tháng trời sang ở đây, ở mấy năm sau chỗ của Phật tử. Còn bên này là các chư tăng. Mình đi đường này chỗ anh Good. Cho nên tí xíu nữa sang cũng phát tâm và cúng dường để mà tiếp phụ xây dựng luôn. Happy birthday. Yeah, thank you so much. Today I'm Sri Lanka. Đầu trắng rồi. Sri Lanka boy. Là trắng, không phải là đen. Không phải là đen. Phong tục ở Indonesia hoặc Sri Lanka trước khi mà mình đặt bát xuất bát đồ đó cúng dường chư tăng vào cái buổi sáng á, là mình phải rửa tay mình sạch. Đây là cái nơi chỗ ở nhà ăn của các chư tăng thì mình phải rửa tay bắt đầu mới vô trong đó cúng dường. Bắt buộc là phải rửa tay hết, nam nữ đều phải đều rửa hết. Rồi sau đó mình mới được đi vô sắp bát cũng được. Thank you.
các sư sẽ cùng tìm kiếm mà tôi chúc phúc cho các sư. Chia tay thì có các bạn cũng vẫn còn ăn bóc theo cái thời Đức Phật, bây giờ có đĩa có bát đồ ăn bây giờ cũng vẫn còn ăn bóc thì đồ ăn thức ăn là còn là chay 100%. Ở bên India là đa phần người dân bên India là 80% ăn chay hết. Rồi sau khi nãy giờ quý vị đã xem sáng sang vô chánh điện đảnh lễ và được đội xá lợi, và cũng là cái ngày sinh nhật của Trúc rất là may mắn được đội xá lợi lên đầu, được đảnh lễ các chư tăng tụng kinh chúc phúc và tạo cho một cái buổi sắc bát cũng như chư tăng hết sức là hạnh phúc. Xin chư phước lành này đến cho tất cả mọi người cùng tỷ thọ nhận, mong cho tất cả mọi người chúng sanh luôn được an vui và hạnh phúc, chấm dứt mọi sự khổ đau và chấm dứt mọi sự sanh tử luân hồi, không chiến tranh, không hồng quán, không chết chóc, để được luân thường và giáo pháp. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bây giờ Sang sẽ mời cả nhà đi qua bên vườn chuyện pháp lưng ở cái phần video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.